Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và ở video hôm nay mình sẽ quay lại con đường số 2 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức cho bạn xem nha. Bây giờ mình đang ở đường sau bằng căn này, bây giờ mình sẽ rẽ trái qua, nó sẽ là đường số 2 nha. Chỗ này là công an ở đứng lắm này. Đường này nó thông ra đường xa lộ Hà Nội bên kia, cho nên là xe đi đông lắm. Nhà mình thì ở ngay chỗ Thủ Đức á, thì những cái giờ cao điểm á thì mình hay đi đường này về vào ngày thứ hai, rồi có những cái đường nhỏ đường 1 á, cái nhỏ là mình đi nó về. Nó xa một tí nhưng mà nó không có kẹt xe, có kẹt ngay chỗ ngã ba nãy thôi, còn lại là đi mát mẻ sướng lắm. Nhà cửa ở đây thấy nó cũng rộng rãi, đường cá rộng rãi, nhà cửa rộng rãi. Này dọc dạo nó có những đường rẽ trái các bạn. Cái đường này là mình chạy ra đường Đặng Bi á, nó đụng Đặng Bi. Ở đây có quán cà phê này, quán ăn, nói chung là đồ ăn cũng có nhưng lai rai thôi, không nhiều. Ê, quán nhậu nè, quán nhậu ở đây cũng nhiều á, biển nướng, đường trên xe. Dưa này các bạn, 5.000 ký. Cái nào đang có vụ giải cứu dưa. Bữa trước là 6.000 ký rồi, bữa nay mình mới thấy là 5.000 ký. Mới xuống giá rồi. Cái này thì các bạn vào thẳng á, nó sẽ ra cái đường song hành với lại xa lộ Hà Nội. Nè các bạn thấy, để ý cái ngã ba không? Các bạn để ý nha, nó có nhiều ngã rẽ ở đây lắm. Các bạn mà rẽ phải á, nó vào cái khu cảng, là những công ty biên cảng người ta nhập hàng về á. Nói chung là mình không đi nói được đâu, dân trong trỏng rồi công nhân rồi nhân viên trong trỏng vào nó rẽ vào đó. Các bạn cứ rẽ trái qua, rồi các bạn cứ thấy cái đường có một đường rẽ trái nữa, đó là cái đường số 4 mà đi về Đặng Bi. Không phải đường này nha, rẽ trái phía trước á, đường này là đường 12, đường khác. Đó, các bạn thấy có cái sàn đó, đường này là đường số 4 này. Để đi thẳng qua này á, đó đường số 2. Đó, bạn thấy đây container gì không? Tại vì bên cạnh đây là công ty đó, chứa hàng á, container rất là nhiều. Các bạn đi này cẩn thận nha, nó lớn không? Bên trái này rẽ vào nó là cái tư xá điện lực á, vì vô đông đẳng nhà dân hơn. Như hồi xưa là nó nhờ mấy điện lực á, người ta xây đó lâu, người ta gọi là cái điện lực luôn. Thì ra cũng có một công ty điện với nó của điện lực á, mình quên mất là công ty tên gì, mình quên mất. Các bạn thấy đó, còn thấy cái điện không? Đó, công ty trong đó, người như điện đóng thôi. Bình Thọ đó. Rồi mình đi nhiều mình không để ý. Cái hai quay các bạn rồi cũng phát hiện ra đó, tìm được những trạm biến áp Thủ Đức. Rồi thì các bạn thấy trước không? Hết đường Thủ Đức là hết đường số 2 rồi đó. Đó là đường song hành với xa lộ Hà Nội nha. Chỗ này thì không có đèn đỏ nên các bạn đi từ thôi, qua đường từ rất trời đỡ luôn. Đội cái mũ đeo camera rất càm á, cái nó đẩy cái mũ xuống biết có gì bơ lơ. Đó thì khi đó mình kết thúc video nha các bạn, vừa rồi mình quay xong cái đường số 2 cho các bạn xem rồi đó. Rồi thì mình kết thúc video này, thì nếu bạn thấy video này hay thì hãy like video, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi xin chào tạm biệt.